Chắc là hiểu bắt đầu luôn được không? Ờ, thì hôm nay chị giới thiệu nốt nhé. Là hôm nay mình sẽ tiếp tục cái chuỗi đọc sách của lãnh đạo với quyển cuối cùng trong 10 quyển này là quyển Thức tỉnh mục đích sống. Thì cái quyển này thì theo như Hiệp cũng nói qua là nó tương đối là khó đọc, cũng hơi có nhiều cái phần mà liên quan đến về tôn giáo một chút. Thì rất may là Hiệp đã tìm hiểu và chia sẻ với những cái góc nhìn mà hy vọng là mọi người sẽ cảm thấy dễ nắm bắt hơn trước khi đọc chính thức cái quyển này, nó cũng tương đối dày. Thì xin mời Hiệp bắt đầu. Đáng có thể là cuối phần chia sẻ thì có thể chị Trang ở bên Tân Thành cũng sẽ tham gia cùng mọi người. Chị Trang có feedback là quyển này chị Trang thấy rất hay, mang lại nhiều cái động lực. Bây giờ xin mời Hiệp bắt đầu cái phần chia sẻ của mình. Thì hôm nay mình đã chia sẻ quyển sách mang tên là Thức tỉnh đức sống của New Earth Awakening Realized Purpose. Thì cái tên tiếng Anh của nó thì nó có cái từ New Earth, thì tiếng Việt thì họ cắt cái từ đi. Nhưng mà cái từ này nó cái từ New Earth này nó có mang ý nghĩa trong quyển sách này ở những cái chương về sau cùng. Thì nó là một như kiểu một nội dung ở trong Kinh Thánh ấy, mở ra một cái thế giới mới, một cái cuộc sống mới. Thì khi mà ta thức tỉnh thì bắt đầu ta sẽ sống một cuộc sống mới ở loại như vậy, không còn những cuộc sống như là trước kia ta từng sống. Cái quyển tiếp tục slide. Quyển sách này thì mang đến cho bạn một cái sự chuyển hóa trong nhận thức, tức là thức tỉnh bạn những dòng suy nghĩ miên man ở trong đầu. Thì nó nói đến cái một trong những cái nội dung, một trong những cái triết lý mà khá là phổ biến ở trong tâm linh, đó là tỉnh thức. Thì khi mà bạn chưa tỉnh thức, bạn chưa thức tỉnh là bạn còn có những cái miên man, những cái ngu muội trong đầu, và khi mà những cái mê mờ đang trong bạn, và khi mà bạn tỉnh thức thì bạn nhận ra được cái sự mê mờ đấy, bạn nhận diện được cái bản ngã của bạn. Cái bản thở cô ấy ngồi với suy nghĩ với than thở cho người làm sao là người giúp việc lại tâm của cô như vậy, cô đã bất tận không giúp cô để lại bắt lấy đồ của cô ấy. Thì thật ra ông ấy ông bạn là ông không quên được điều gì nhưng mà ông hỏi cô ấy rằng là cả cái giai đoạn này trong cuộc đời cô ấy khi mà cô ấy cũng và bác sĩ là tối đa hơn vài tháng nữa cô còn quan tâm đến cái chức nhận hay bất kỳ nào khác mà cô sẽ bị tấn công thì cô có biết là cái chức nhận vàng để lại tôi luôn đeo nó vẫn rất tình cảm và giá trị làm sao mà không buồn cho được thì chúng với tác giả bảo cô là tôi còn cùng vài điều nhưng mà thấy cũng suy nghĩ và trả lời từ cuộc nóng lòng xem rằng cô có thể tìm được cái câu trả lời ở bên trong cô mà không phải là suy tư. Bởi vì gặp cái trạng thái mà cô suy nghĩ những cái hoàn cảnh này hoàn cảnh kia, những cái ý chí, cái suy nghĩ ở trong bạn. Và khi bạn không phản kháng với hình tướng thì những cái vô tướng bên trong bạn sẽ trỗi dậy và trở thành ý luôn cho tất cả. Vô tướng thì nó không thể giải thích được, nó quy định một cái tên gọi thì nó chỉ là một cái cảm nhận của bạn khi mà bạn thắng mắc cơ thể và bạn chú tâm vào bên trong của bạn nhận ra được cái vô tướng thì đơn giản là giả gọi nó là hai cái tên này và quy định nó như vậy.
khối khổ đau sâu nặng là một cái nói qua về cái hình tướng và vô tướng thì cái khá là hay, đó là giảng là khi mà bạn tỉnh táo, bạn nhìn ngắm một bức hoa, một tinh thể pha lê, một con chim mà đầu óc không bận rộn với gọi tên những vật ấy, thì những vật đó sẽ mở ra một cánh cửa đưa bạn vào cõi vô tướng, sự khai mở bên trong dù rất bé thì đưa bạn vào tâm linh. Cái này nó mang ý nghĩa tâm linh. Chứ kỷ niệm tâm linh giải thích tại vì sao là bài sen là biểu tượng Phật giáo, còn chim bồ câu trắng tượng trưng cho Đức Chúa Thánh Trần trong Cơ Đốc. Và ba cái vật quý này nó tạo cơ sở chuyển hướng sâu sắc trong tâm linh. Một cái quá trình tích thức về tâm linh thì nói qua cái khối khổ đau sâu nặng. Cái khối khổ đau sâu nặng này nó là cái nói trước là một cái kiểu khủng cực của bạn ngã, cực của bạn ngã của bạn. Khi mà cái bản ngã của bạn này nó cái bản ngã của bạn nó đòi hỏi rất nhiều, nó muốn được người ta khen, muốn nhận cái sự thán phục từ người khác, và khi mà nó không được đáp ứng cái này thì nó sẽ tự đóng cái vai nào đấy để thu hút sự chú ý. Thì nếu mà không nhận được, khi mà bạn ngã bạn không nhận được cái lực tâm tích cực thì nó sẽ hài lòng những cái lực tâm tiêu cực gây chú ý người khác bằng cách làm các cực cực, ví như là trẻ con nó sử dụng cái lưới ứng xử như này, chúng trở nên hư cốt chỉ để nhận cái sự chú tâm của người khác. Thì các cái vai diễn thì của cái bản ngã này nó được phóng đại lên bởi cái gọi là cái khối khổ đau sâu nặng. Khối khổ đau sâu nặng là nó đã hoạt động một cái nỗi đau khổ và trong quá khứ đang vươn mình sống dậy, và cái nỗi khổ cũ ấy muốn tạo thêm một khổ đau mới để làm nó mạnh thêm. Thì những cái bản ngã nó phát triển dựa trên cái khối khổ đau nó sẵn ở trong bạn. Ví dụ như là bạn có một quá khứ là về nó không được vui vẻ cho lắm, gia đình về sống của bạn, bạn mang một cái điểm cực tối ở trong lòng bạn. Sau này có thể là khi mà trong hoàn cảnh nào đấy, cái bản ngã nó cái sự đen tối nó không được giải tỏa, nó cũng được bạn nó vẫn còn trong lòng bạn, thì cái bản ngã nó sẽ kích thích lên thì bạn làm một cái điều gì không tốt. Thì cái bản ngã ấy, nó có một cái hay, nó có một cái nó là nó hay đóng vai. Nó đóng vai thì nó đóng rất là nhiều vai. Khi mà bạn ra xã hội, bạn đến văn phòng, bạn là người giám đốc, người nhân viên, bạn về gia đình, bạn làm người cha, người mẹ, người con. Ra xã hội thì bạn sẽ có những cái vai diễn khác nhau và về điều kiện của bạn cả. Nó có thể đóng vai kẻ ác, vai nạn nhân, hay là thậm chí là người bạn sát tình yêu. Tác giả nói đến cái việc là trong cái giai đoạn đầu của những quan hệ lãng mạn thì những cái vai tuồng này thì nó rất thông thường, và để thu hút và nắm giữ cái người nào đấy thì bạn ngã của bạn cho rằng đây sẽ người làm cho tôi hạnh phúc, làm cho tôi cảm thấy đặc biệt, thỏa mãn nhu cầu của tôi sẽ đóng cái vai này, người mà anh ấy muốn, và anh ấy sẽ đóng vai người tôi muốn. Nó là cũng như cái thỏa hiệp đồng mà hai bên không ý thức về cái điều này. Họ sẽ nghĩ là họ yêu thể hiện điều tốt nhất cho người mình yêu. Thì những cái vai tuồng này nó thường không duy trì dài lâu, nhất là khi bạn bắt đầu sống chung với người ta. Khi mà các vai diễn đó bị trần thì bạn sẽ nhìn thấy cái gì? Thì không may đó là
Thì nó vẫn đang liên quan bản ngã đây. Thì cái cuốn sách đấy nó vậy nói thế mà nó vừa liên quan đến triết học lại còn may quá là Hiệp nhận. Mình nhận cuốn này mình chết. Thế mà hôm nay con Ân định bảo là hai chị em mình tự nhận đi. Chị đọc mấy cái này chị cũng nói được. Bản ngã là tham sân si đúng không ạ? Phật giáo thấy thằng đấy nó bảo là bên ấy là thì nó liên quan đến kinh thánh như cái gì nghe tiếng đó là cái bệnh phổi của nó sâu nặng. Tác giả trong này nói nhiều ao ra vào lại những cái vai diễn của nó ta làm bạn Thiện Ngọc của Phật của bạn đấy là theo quan điểm của Phật thì nó tại vì không phải chỉ riêng đạo Phật nói về bản ngã. Thì ấy là thường thường đọc những cái sách này thì đã hay dùng những cái từ đấy. Trong mỗi cái tôn giáo mà nhiều hơn là những sách mà bên tại vì trong bên triết học này nó cũng là có cái ego rồi self esteem trách nhiệm đến cái chủ đề của cái cảm nhận cơ thể năng lượng bên trong này. Cái cảm nhận cơ thể năng lượng bên trong này thì chỉ mục đích là làm nói chuyện các bạn từng có cái hiện hữu các bạn cái viên nắng ở trong cái gì này làm và cái hiện tại sống hiện tại sống ở sống ở cái không khám phá không gian bên trong và không gian bên trong của bạn không chống đối không phán xét không tham vọng và ba cái tánh tự do chân thực của sự tỉnh thức và còn nếu có những cái giọng phá có không gian cái nhận thức giọng phá có không gian có nghĩa là nhận thức và về những cái cảm xúc ý nghĩ đang xảy ra trong bạn. Ngoài những cái nhận thức đấy thì bạn còn có một cái dòng nhận thức im lặng thầm. Bạn không chỉ nhận biết được những cái sự vật xung quanh bạn mà còn ý thức được rằng mình đang nhận biết. Nó quay trở về cái tiền đề của ông Jean-Paul Sartre. Tác giả nói nó rõ ràng hơn. Đó là khi mà bạn nhận ra một cái vẻ tĩnh lặng đầy sáng suốt nằm sau tâm thức bạn, trong khi ở đằng trước tâm thức bạn là những gì đang xảy ra. Chiều không gian này luôn hiện diện ở trong mỗi con người nhưng không biết chúng ta tự nhận ra. Cái nhận thức rộng khoáng có không gian không những tiêu biểu của trạng thái vượt mắt sự kiềm chế của bản ngã mà còn nằm trong người. Người không còn bị lệ thuộc vào những sự vật trên thế gian này, không bị vướng vào chủ nghĩa vật chất hoặc những trào lưu thiên về vật chất. Đó là chiều không gian tâm linh mà chỉ riêng điều đó thôi giúp bạn thoát ly được thế giới này và mang lại sự cho thế giới này. Khi bạn cảm thấy buồn bực về một sự vật sự kiện, nguyên nhân không phải là sự vật sự kiện mà chưa có cách nhận thức được. Điều này chỉ có thể có khi ở chiều nhận thức rộng khoáng và không gian. Khi bạn kẹt vào cái tâm thức đồ vật vật chất thì bạn không ý thức được bạn không gian phi thời gian ở bên trong và không gian của chính sự tự nhận thức. Thì bạn có thể có một câu nói, bạn có thể là nhủ thầm trong đầu bạn cái câu nói là chuyện này rồi cũng sẽ qua, thì nó sẽ những cái bó nước soi đường của bạn cơ phục. Cái hay nữa mà mình đọc được đó là cái việc mà cái vật mà tâm thức của bạn nó không còn ở
cái trạng thái nó không còn cái trạng thái siêu suy nghĩ quá nhiều nữa. Thì có một cái trạng thái nữa, một là cái trạng thái là bạn ở trong không gian tương phản và trong một cái bạn, hai là cái trạng thái là bạn ở trong cái ngủ mê. Thì cái việc này nó xảy ra khi bạn uống rượu hay là dùng thức ăn thần, bạn có thể cảm thấy là thư giãn ít phiền muộn hơn một chút. Lúc đấy bạn có thể thấy ca hát hay là những cái biểu đạt niềm vui, đầu óc thì ít vướng bận và suy tưởng, bạn sẽ thấy những niềm vui trong cuộc sống. Đó là lý do tại sao rượu giúp người ta cảm thấy thư giãn. Nhưng mà cái giá mà bạn phải trả đó là bạn bị đánh mất nhận thức. Thì thay vì vượt lên mọi suy nghĩ, bạn rơi xuống dưới mọi suy nghĩ. Vài cốc nữa là bạn nuôi về tổng thức của loại cỏ cây. Hay là việc xem vô tuyến truyền hình, hoặc là bạn việc bạn hãy đam mê với một cái trò chơi trên điện thoại, trên tiếp tục. Thì ở cái quyển sách này thì khoảng 190 mấy trang, thì những cái bài, cái lời văn ngắn gọn để đọc ngày một bài, ngày một bài bài. Ok, thì còn lắm hai mươi chữ ấy thì có thể bạn chia sẻ thêm mình và chia sẻ với những người. Cảm ơn Hiệp với cái phần chia sẻ mà rất là nhiều những cái khái niệm liên quan đến cả triết học, cũng nhiều vấn đề cần suy nghĩ. Thì chị Trang ơi, chị Trang còn đó không ạ? Vâng, chị Trang có chia sẻ thêm gì về cuốn sách này theo những cái phần mà chị đã đọc không ạ? Chị Trang mở mic được không chị? Rồi. Chị đang có việc một chút. Thì mọi người có hỏi thêm gì không? Alo, chào các em. Dạ vâng, dạ chị ạ. Có ân đọc review. Em mới chỉ đọc cái phần tóm tắt chứ cũng chưa đọc được hết quyển. Nói chung là mỗi một cái chương ấy thì nó cũng là, nếu mà mọi người đọc review thì mọi người cũng thấy rằng là sách nó như kiểu là một cái gì đấy nó tác động đến cái tiềm thức sâu xa của mỗi người, để mà mong rằng là mỗi người sẽ có nhìn thấy trong đấy có một cái phần mà mình cần phải tỉnh. Chính là như thế. Mà cái việc này thì nó là do tự như kiểu là dạng như kiểu một cái sách tâm linh ấy, là mình tin vào cái gì đấy, mình tin vào rằng là mình sẽ thức tỉnh được thì mình sẽ làm được. Và nó đúng như là bạn trong sách có nói là về cái bản ngã, thì trong đấy, trong chương thì chị nói rất là tâm đắc một cái điều ấy, là khi mà người ta nói rằng là cái việc mà mình cứ nhận định rằng mình làm đúng và người khác là sai, đấy là một cái sự tha hóa rất là lớn của tâm hồn. Rộng ra rằng là trong cả một cái quốc gia, hoặc là cả một cái đất nước, hoặc là cả một cái thế giới này, là ai cũng mang trong mình cái tâm niệm rằng là cái ý tưởng của mình ấy, rằng nó đang là đúng và cái người khác là sai, thì mình sẽ không có thể nào mà mình nhìn ra được rộng hơn ở cái thế giới này, nó có cái điều gì khác hơn. Mình luôn trong cái tâm niệm của mình rằng mình cứ
mình thế giới ấy. Đấy, thì chị thấy rằng đấy nên nhìn nhận lại cái chính bản thân mình. Với thêm một điều nữa mà chị rất tâm đắc ở trong cuốn sách này ấy, nói rằng là khi mà cái bản ngã của mình hoặc là mình mang trong lòng mình khối khổ đau sâu nặng hoặc là mang trong mình cho rằng cái cuộc đời của mình là một bi kịch, nhưng mà thực ra thì theo cái ý tưởng cái những cái suy nghĩ của mình á, thì mình thấy là thực ra thì đấy nó chỉ là một câu chuyện theo cái suy nghĩ của mình, một cái cường điệu hóa cái câu chuyện cuộc đời của mình lên, và mình thấy rằng là nó là bi kịch thôi. Nhưng mà thực ra thì khi mà mình nhìn góc độ khác thì mình thấy rằng là đấy nó cũng chỉ rất là bình thường thôi, và mình đừng có quá bi kịch, quá cái những cái nỗi khổ đau trong cuộc đời của mình nó thành một cái bi kịch trong cuộc đời của mình, mà mình hướng cái những ý nghĩ đấy nó là cái năng lượng tiêu cực hàng sang cuộc sống của mình. Thì thực ra thì nếu như mà bạn nào mà đọc cuốn sách này rồi á, thì chị nghĩ rằng là nó cũng không phải là một cái gọi là một cái phương thuốc hay là một cái gì đấy nó chữa lành cho mọi người được, mà thực ra thì là nó chỉ là một cái như kiểu dạng một cái tia nhỏ, rất là nhỏ thôi, để thức tỉnh ý thức của mỗi người. Đấy là một cuốn sách mà chị thấy mọi người cũng rất là nên đọc. Cảm ơn cả nhà và mong thêm được những chia sẻ của em nữa. Anh có chia sẻ gì không? Anh bật mic. Em thì em chưa đọc cuốn này, nhưng mà hiện tại là em có đọc cuốn cái tinh thần khá giống. Cuốn này thì được một anh kỹ sư Google ấy viết lại, thì nó cũng nhằm cái mục đích là để mọi người hãy tốt nhất ở hiện tại ấy, để gọi là tìm được bên trong mình thì họ tức là cái mong muốn của mình là tìm được phúc, và nó đang phân tích là thành công để hạnh phúc hay là hạnh phúc, tức là cái mọi người muốn đều cái đến cùng là hạnh phúc ấy, thì cái anh này đưa cái hạnh phúc này như là một cái bài toán, và đưa ra những cái quy trình, những cái cách giải mà dựa trên cái góc nhìn của một người kỹ sư ấy, thì có thể đại động. Thế thì ngoài những cuốn sách này thì Hiệp có gợi ý thêm một vài cuốn nào có liên quan chủ đề này chẳng hạn? Những cái nội dung liên quan đến thức tỉnh này thì em cũng có đọc một số cuốn trước đây, những cuốn vừa đang đọc về Sự Mạnh Phúc của Thập Lã Lạt Ma, hay là những cuốn sách về của lão sư Dô Tu Kiếp Nhân Sư. Thì thực ra thì cũng một ít nó cũng thật sự thật là mình là một người thật hẳn, thế thì tuần trước mình cũng có chia sẻ một quyển, nó cũng dịch ra tiếng Việt thì nó hơi na ná nhau, là quyển Đánh Thức Người Khổng Lồ Trong Bạn à? Thì Huyền thử chia sẻ xem nó có cái gì liên quan đến nhau không, hay cái cách thức tiếp cận nó hoàn toàn khác, mặc dù nó cũng đều là đánh thức với thức tỉnh cả. Em nghĩ là hai cái này thì sẽ có chung một cái thức, cái này là cái khác nhau, cái này là cái này làm chủ cuộc sống của mình ấy, để đấy là ấy lại được, để lấy được ấy được mình sẽ không có Thank you.
Và một quyển nữa tên là Quyển Không Tánh Cả, thì nó có cái chung nội dung nữa chia sẻ là mình gắn cái tôi của mình vào cái sự cái xe mình của máy tính hay là ngôi nhà của mình, và mình sẽ so sánh những cái thuộc của mình với người khác thì có thêm cái đấy những cái quan tâm chân sâu đấy là mình có cái sẻ sẻ những người là khác qua hơn mình thì mình sinh ra ra nhé. Tôi là chưa thì từ nãy giờ em nghe thấy mọi người chia sẻ có mấy người nhắc đến quyển Muôn Kiếp Nhân Sinh, thì không biết là ở đây có ai sẵn sàng chia sẻ quyển đó. Mình đang trong chủ đề này thì Hiền ơi, Ngọc Hiền, em đã đọc xong quyển đó chưa, và có muốn chia sẻ cùng cái chủ đề này không? Tại vì thấy anh Hiệp cũng có nói đến này, và kể cả hôm trước chị nói chuyện với cả chị Trang thì mọi người cũng đánh giá rất cao quyển Muôn Kiếp Nhân Sinh, mới đọc tập 1. Thì mình có thể review tập 1 trước, tại vì mình cũng thời gian của mình 1 tiếng thì chắc đủ, chỉ để có thời gian được một quyển trước thôi. Thì Hiền có sẵn sàng tuần sau chia sẻ về quyển Muôn Kiếp Nhân Sinh không? Dạ có. Wow. À, thế thì hay quá. Thế thì tuần sau thì chắc là mình sẽ tại vì cái quyển Muôn Kiếp Nhân Sinh này thì thấy rất là lúc nào cũng đang nằm trong cái best seller của trên Tiki luôn. Đó thì rồi cái cuốn của Hiệp vừa chia sẻ thì cũng một cái sống ấy. Lúc mà em đưa ra cái list cho 10 bài 10 câu chuyện ấy thì thấy nó rất giống đối tứ tiểu đế. Mọi người có thể đọc thêm kiểu là bạn nhận biết đời là bể khổ ấy, là rất là nhận biết thế nào là khổ rồi đưa ra cho mình còn mình khắc khổ ấy, là concept cái cách dẫn dắt của cuốn sách này rất giống như với tứ tiểu đế. Tại vì tứ tiểu đế thì nó là đi giống cái gọi là sách nền tảng của nhà Phật. Còn trong cái này em cũng giống chị Trang ấy, là tâm đắc nhất với cái ý là mình đúng theo góc nhìn của mình, người khác cũng đúng theo góc nhìn của họ ấy. Cho nên là nếu mà mình chỉ cần mình hiểu cái điều đấy thôi, luôn nhắc mình cái điều đấy thôi thì sẽ rất ít con phước xảy ra. Còn nếu không thì cả mình hay cả bị quên, nhưng mà mình muốn biết được điều đấy rồi là mình sẽ theo kiểu là vẫn lấy quan điểm của mình để nói là người kia xa, và điều đấy thì đúng là một cái điều vô nghĩa. Đã đọc cuốn tập 2 của anh Trường Đường của Bức Tiếp Bức Tiếp Sinh mà cái cuốn này tập 2 nó hấp dẫn bằng tầm 1 cái sao ấy, mà đọc cũng khá là xuôi xuôi. Thế nên mọi người có muốn làm series là sau Muôn Kiếp Nhân Sinh 1 là Muôn Kiếp Nhân Sinh 2 không? Còn ai có ý kiến chia sẻ gì nữa không ạ? Mọi người ơi, mình có còn ý kiến thêm về chủ đề này hay là có gợi ý về cho những cái buổi book sharing khác không ạ? Thế chắc là cũng đã đến chuẩn bị đến giờ ăn cơm rồi, thì
Hẹn gặp mọi người vào tuần sau với chủ đề tiếp theo là muôn kiếp nhân sinh do bạn Hiền sẽ chia sẻ cùng mọi người nhé. Chốt rồi, đã có rồi. Ờ. Ra rồi. Ok. Nóng luôn. Mọi người ơi, mọi người có thể mở camera lên để mình có thể chụp một cái bức ảnh kỷ niệm không ạ? Đúng rồi, bóng nghe từ nãy giờ mà. Giả vờ. À, chị Nhung phải nhớ gửi. Sao lên tủ xương học đây, hôm qua bác Diệp chốt rồi đó. Nào, bấm vào camera nào. Hôm nay Black Friday. Rồi. 1 2 3. Và mọi người say hi đi. Chưa ngon miệng. Chúc hai mẹ con ăn ngon nha. Cảm ơn các em. Bye bye. Cảm ơn mọi người.
Ủa là tí phạm. Mới ăn cơm. Chị đi mới ăn cơm xong hả? Hôm nay là mấy giờ? À, chương trình vừa mới kết thúc với chị Thi. Yeah. Rồi, mọi người cảm ơn Hiệp. Cảm ơn mọi người đã tham gia. Cho người bán tiết xanh đi. Mày cứ giả vờ quên đi. Đấm cho mày trận rồi.